nay thì Lê sẽ làm video skincare routine. Một trong những video mà được rất là nhiều bạn request, và Lê sẽ làm cái video này theo một cái trình tự là coi như là Lê rửa mặt và chăm sóc da như thế nào thì Lê sẽ đi theo như vậy. So đầu tiên buổi sáng thì Lily sẽ dùng sữa rửa mặt này của Clean and Clear, là một cái sữa rửa mặt rất là rẻ tiền của drugstore nhưng mà cũng rất là tốt. Lâu rồi thì Lily không có dùng đồ của Clean and Clear, nhưng mà ngày xưa khi mà chưa có tiền thì đây là cái hãng mà Lily mua rất là nhiều. Lily rất thích cái chai này là bởi vì nó có mấy cái hạt nhỏ nhỏ hay các bạn thấy á, xong rồi khi mà mình rửa mặt thì nó rất là mát trên da, thành ra buổi sáng rửa cái này xong là sẽ tỉnh ngủ liền và cái da không có hề bị khô mà căng cứng á. Sau khi mà Lily rửa mặt thì Lily sẽ dùng cái dầu này của Kiehl's là Daily Reviving Concentrate. Thì cái chai dầu này thật sự mà nói thì không cần thiết chút nào nếu như mà da bạn là da dầu. Da của Lily thì rất là khô và ở bên này thì rất là lạnh nữa, thành ra Lily mới mua thêm cái này để cho một vài giọt lên trên mặt á. Thật sự một lần Lily lấy cả một cái ống này xong rồi bấm đầy trên mặt luôn á, nhưng mà người ta thì hướng dẫn là một hai giọt, nhưng mà với cái da của Lily thì một hai giọt không xin nhê gì hết, thành ra Lily dùng cái này xoa đều trên mặt like so. Và tiếp theo thì Lily dùng đến Skin Food Go Caviar Toner. Và cái chai này thì cũng khá mới thôi, Lily chỉ mới nhận được cái chai này cách đây một tháng. Và nói chung là Lily rất là thích bởi vì cái chai nhìn rất là sang chảnh, và ở trong nó có mấy cái flake của, người ta kêu là gold nhưng mà cũng Lily cũng không biết là nó làm từ cái gì, nhưng mà nhìn rất là đẹp và cái nước này cũng rất là thơm. Toner cũng là một cái sản phẩm mà Lily mới có gần đây thôi, chứ ngày xưa cũng ít khi nào xài lắm. Sau đó thì Lily sẽ dùng cái nước hoa hồng này của Mario Badisu. Cái này là một cái, Lily cũng không biết là hãng này của nước nào nữa, ta để coi. Mà Lily mua ở Urban Outfitters, Lily không biết ở Việt Nam thì có những cái hãng này chưa. Cái chai nước hoa hồng này rất là rẻ, Lily mua ở đây chỉ có 11 đồng ca thôi, có nghĩa là bên Mỹ thì chắc chừng 5-6 đồng à. Và nước hoa hồng này rất là, thật sự thì cũng không cần thiết, nhưng mà Lily rất là thích, thích xịt lên trên da nó mát. Rồi xong kia mình xoa vào da thấy cái da mình nó kiểu như là nó búng như da em bé vậy, rất là thích và rất là rẻ tiền nữa. Nhưng mà again không cần thiết. Và cái sản phẩm tiếp theo cũng như là sản phẩm cuối cùng trong cái skincare buổi sáng của Lily là cái chai này của First Aid Beauty tên là Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer. Và cái chai này á, là vừa dưỡng ẩm và vừa là một primer để khi mà mình make up luôn. Và primer là một cái sản phẩm mà rất là lâu rồi Lily, thật sự là hồi nào Lily cũng không có dùng primer. Nhưng mà từ ngày có cái chai này thì Lily rất là thích, bởi vì là vừa dưỡng ẩm và vừa có primer cùng một lúc thì rất là tiện. Bởi vì á, ngày xưa Lily không thích dùng primer là cái chất của nó cứ kiểu silicone, nó thành ra là chét lên mặt, Lily rất là ghét cái cảm giác đó nên không có dùng. Nhưng mà dùng primer thì rất là kiểu như là bảo vệ da, chứ không dùng thì mấy cái makeup nó sẽ sinh vào trong cái da mặt của mình. Thành ra là mình khuyên các bạn nên dùng primer. Nhưng mà bản thân mình thì lâu nay cũng không dùng nên mình cũng không biết nói làm sao. Da của Lily thì rất là tốt, nó ít khi nào bị kiểu mụn. Từ nhỏ đến lớn Lily chưa có bao giờ bị mụn bao giờ luôn á. Trong những năm mà teenager cũng rất là ít luôn. Quên nữa, buổi sáng thì vẫn còn một cái kem là kem mắt. Cái này là Creamy Eye Treatment của Kiehl's. Thì cái hũ này rất là nổi tiếng, Lily thấy là hầu hết, coi như là tất cả các beauty blogger đều dùng cái hũ kem này của Kiehl's hết. Đó cũng là lý do mà Lily quyết định mua và xài thử, bởi vì Lily cũng không có kem để dưỡng da dưới vùng mắt á. Thành ra là Lily quyết định là thử và cũng rất là thích. Mặc dù là cái hũ này thì khá là mắc so với lại cái dung lượng của nó, nhưng mà
Một lần mình dùng rất là ít, thành ra cái hũ này Lily mua gần cả nửa năm rồi mà nó giống như là chưa xài, còn rất là nhiều luôn á. Thành ra các bạn đừng có ngần ngại nếu như mà muốn thử, vì cái giá tiền này cũng không đến nỗi tệ. Trước cái đó thì ngày xưa Lily có dùng cái này của Clinique là cái ống rollerball, thì Lily cũng rất là thích tại vì cái này nó rất là mát. Khi buổi sáng mà bữa nào mà Lily kiểu có khi mắt nó bị sưng hay là ngủ không có đủ á, thì sẽ dùng cái này tại vì nó rất là mát và nó có chất cà phê ở trong này, thành ra nó sẽ làm cho cái vùng mắt của mình kiểu nó tỉnh ngủ và nó xẹp cái mắt mình bớt bị phồng á. And then bước cuối cùng thì Lily dùng EOS Lip Balm, là một cái loại lip balm có lẽ là tốt nhất trên thị trường mà Lily từng dùng qua, hoặc là cái này của Nivea. Tất cả những cái sản phẩm của Nivea đều rất là tốt nha. Nếu như mà bạn nào mới qua nước ngoài mà da bị khô mà không có nhiều tiền để mua những cái đồ dưỡng da, thì Lily khuyên là mua cái hộp kem Nivea màu xanh này nè, bự thiệt bự. Cái chất kem nó rất là dài, chỉ cần dùng một xíu là cái da mặt mình nó kiểu như là nó bị nhớt nhớt luôn á. Nhưng mà khi mà ra ngoài trời, một cái trời lạnh á, thì cái đó nó thấm vào da và nó dưỡng da cho rất nó dưỡng da cho mình rất là tốt. Ngày xưa là Lily chỉ dùng cái đó với Vaseline thôi vì không có tiền với cũng chẳng biết làm đẹp là gì hết trơn á. Và đó là những cái sản phẩm mà Lily dùng buổi sáng. Kể ra thì nghe rất là nhiều nhưng mà khi mà Lily dùng thì trong vòng 5 phút là xong rồi. Sau khi mà Lily make up rồi đi ra ngoài đường everything rồi xong, buổi tối về á, thì đầu tiên là Lily sẽ dùng cái này Clinique Take the Day Off. Và cái này là một cái giống như là như một cái loại balm, thì mình sẽ móc ra xong rồi mình chét lên mặt và mình massage trên mặt, thì tất cả những cái make up này nó sẽ chảy hết xuống và nó rất là nhẹ trên da. Bởi vì nếu mà mình dùng mấy cái make up wipe á thì mình kéo kéo da rồi kéo trên mắt này nọ, những cái vùng này nó rất là nhạy cảm, thành ra là không có tốt. Cái đây mấy tháng Lily vẫn còn dùng cái này, xong rồi sau đó Lily còn dùng cái make up wipe để kéo 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 á. Xong rồi cái Lily mới coi một cái video của một cái YouTuber khác, thì she dùng cái này xong rồi rửa mặt xong là nó đã sạch rồi, và sau đó thì dùng thêm sữa rửa mặt nữa. Xong cái Lily mới nói oh my god, mình dùng cái này the wrong way. So thì từ đó Lily chỉ dùng tay massage trên da mặt, xong rồi Lily dùng nước rửa thì nó cũng đã sạch hơn rất là nhiều rồi. Đa số là tất cả những make up đều trôi hết, chỉ có những khi mascara thì nó kiểu còn dính dưới mắt một chút xíu á. Thì tiếp theo thì Lily dùng Laneige Multi Cleanser, Lily cũng dùng nó để giống như là rửa thêm một lần nữa cho nó sạch á. So Lily rất là thích cái sản phẩm này và rất là nhẹ nhàng trên da. Sau khi mà Lily rửa mặt rồi bữa tối vào, thì Lily sẽ dùng cái chai này của Kiehl's tên là Midnight Recovery Concentrate. Cái chai này là cái chai sản phẩm đầu tiên mà Lily mua của Kiehl's và Lily cực kỳ thích luôn, bởi vì sau khi mà dùng nó một thời gian thì thấy da mình nó tiến bộ lên rất 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 là nhiều. Thành ra Lily mới quyết định là mua cái chai mà ban ngày á. Và Lily cũng dùng cỡ một lần bấm á, nó lên được bao nhiêu thì Lily dùng hết cái này luôn. Mà cũng tùy, có nhiều bữa da Lily không có bị khô lắm thì Lily cũng không có dùng cái đó, mà chỉ dùng cái kem này của First Aid Beauty, là một cái kem giống như là kem dưỡng ẩm thôi, rất là bình thường. Cái này dùng cho da tay, da mặt, toàn thân đều được hết, thành ra Lily rất là thích. Và cái hũ này là cái hũ mùi chanh với vanilla, thành ra là mùi rất là dễ thương. Và một cái sản phẩm cuối cùng thì nó cũng không thuộc dòng skincare gì mấy, bởi vì đó là một cái ống dưỡng lông mi. Cái này là của Bae Blush, nhưng mà ở trên Amazon thì họ bán rất là nhiều hãng khác. Lily không biết là những cái hãng khác nó có tốt như cái này không, nhưng mà cái này thì Lily mua rất là mắc, hình như là gần gần cả trăm đồng á. Nhưng mà Lily dùng rất là lâu rồi á, dùng hơn cả năm nay mà nó vẫn không hết, và nó làm cho lông mi mình rất là dài. Thành ra nếu mà bạn nào thích thì có thể check cái link ở dưới, Lily sẽ bỏ hết tất cả những cái sản phẩm mà Lily nói đến trong video ngày hôm nay ở dưới. Cái này á thì Lily chỉ dùng một lần một tuần, chừng một lần hai lần thôi, là một cái exfoliate của Kiehl's. Cái này là
Kiehl's Skin Brightening Exfoliator. Thật sự Lily mua cái này cũng không có phải là Lily chưa có nghe ai nói đến cái sản phẩm này hết. Nhưng mà bữa đó đi mua exfoliator ở Sephora thì cái mà Lily muốn á, không có của mấy hãng luôn á. Xong mình ghé qua tiệm Kiehl's coi thử. Thì Lily thử cái này thì nó mùi rất là dễ chịu. Nó có hương peony. Lily không biết hoa peony tiếng Việt là gì ha. Nhưng mà cái mùi hương rất là dễ chịu. Và cái hạt mà exfoliator nó rất là mịn. Thành ra Lily thử trên tay rất là thích. Xong rồi Lily mới mua thử. Cái chai này thì cũng khá mắc á. Hình như là gần 40 đồng ca. Thì đối với mình là khá mắc. Nhưng mà Lily chỉ dùng một tuần có một lần đến hai lần thôi. Thành ra thấy cũng không đến nổi. Và nó rất là tốt cho da của Lily. Khi mà dùng xong không có cảm thấy là bị khô rát. Nhưng mà Lily cần phải dùng exfoliator. Bởi vì da khô thì cái da nó cứ chốc 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 á. Nếu mà không dùng á, make up lên rất là xấu. Từ ngày có cái sản phẩm này thì da của mình nó improve rất là nhiều. Chứ ngày xưa lúc mà mùa đông vô á, da của Lily xấu lắm luôn á, make up lên á, lòi mảng da khô. Đó. Thì đó là những cái sản phẩm mà Lily dùng hàng ngày. Còn lâu lâu thì là lâu á, mà da mình kiểu khô quá thì Lily mới thêm cái này là cái Water Sleeping Mask của Laneige. Thì Lily biết là ở Việt Nam mới mở tiệm của Laneige, thành ra là cái sản phẩm này bây giờ bán chắc cũng rất là thịnh ở Việt Nam rồi. Cái này thì Lily được tặng cho một cái hũ nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà Lily dùng gần cả nửa năm rồi mà cũng chưa hết. Thành ra là mình nghĩ là đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Chỉ cần dùng một chút xíu thôi là ngày hôm sau ngủ dậy da mình nó kiểu mọng nước. Thì không biết diễn tả sao nhưng mà rất là thích. Và lâu lâu ví dụ như là một cái tuần nào đó mà Lily có nhiều việc kiểu stress quá thì Lily sẽ dùng sheet mask. Và đây là những cái sheet mask của Tony Moly. Và một trong những cái đây là cái sheet mask đầu tiên mà Lily dùng. Và không, cái đầu tiên là cái này, avocado. Khi quả bơ là để dưỡng ẩm. Và lần đầu tiên Lily dùng Lily cực kỳ thích luôn. Bởi vì khi mà gỡ cái mask xuống, cái da mình nó tuyệt vời, không thể tưởng tượng nổi luôn. Xong rồi từ đó Lily mới biết được cái power của sheet mask. Xong rồi Lily order quá trời trên Amazon luôn, mua mấy chục cái. Và cái hễ mà Lily có tiệc tùng hay có bạn bè gì Lily đều tặng cho tụi nó và tụi nó đều rất là thích. Thành ra là rất là recommend cho các bạn mua ở Việt Nam. Hy vọng là video này có thể giúp các bạn ít nhiều. Các bạn có thể cho Lily một cái thumbs up nếu mà bạn nào enjoy. Và subscribe cho channel này nếu mà bạn nào mới. Và đừng có quên follow Lily trên Lily Anh Bụi ở Instagram. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới ha. Bye. But it's been